Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 105. Cái bản nâng cấp đơn giản nhưng đầy tốn kém của dân chơi xe. Mới đây có những cái sự thay đổi rõ nét. Cái chiếc quay 105 hay được biết đến cái tên gọi là Future đã trở nên hoàn toàn mới mẻ hơn. Chỉ số trên mình cái phần diện mạo bên ngoài là khá lạ, cùng với dàn combo chất lượng đi cùng với mức giá thành là siêu khủng khiếp. Chiếc xe đã có tuổi đời là hơn 10 năm ở Việt Nam, ít nhiều đã có sự xuống cấp nhất định, đã khiến em ấy trở nên đẹp hài hòa hơn. Thì người chủ phải sơn si phục dựng lại hết những chi tiết bên trong của xe, khiến nó trở nên mới lạ và ổn định hơn khi vận hành về lâu dài. Cần số cũng được thay lại bằng sản phẩm của Tesla để làm kiểm. Trang bị cái cụm tăng Dodo hay ga hoạt động cho khả năng rút ngắn hành trình trên chiếc xe để bay nhanh hơn. Cố định và bằng kia đông bằng hai dốc Ri 5 là khá nổi bật. Số chứng minh tỏa thắng Remo Access càng khiến chiếc quay này trở nên là sang trọng thẩm mỹ hơn. Đây là phiên bản Costa Costa nâng cấp từ cái dòng là Access 19, ngoại hình đẹp hơn rất nhiều so với mẫu cũ. Dàn chân trước được trang bị chỉ dòng đồ chơi bấm đầu 90 độ, kết nối vào hai dòng Rainbow logo đỏ 20 tấn xứng. Đĩa Rainbow kiểu tán cố định vào lòng Titan được bắt vào đường trước thông qua một lớp lòng và được gia công bằng cái máy CNC. Nói đến cái phần chạm trục sau, đây là cái điểm nhấn rất ấn tượng cho chiếc xe chỉ số trên mình thuộc Allin bình dầu rời. Một cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng đến từ điển, sổ cái tổng chiều cao là 350. Dùng được cho các dòng xe số không như Quay, Dream, Future và các Aslo có thể dùng được. Các cản sau được làm bằng cái điện Titan để gia tăng thêm độ tinh tế và giá trị chiếc xe độ. Các chi tiết như càng thắng chân cắm làm bằng cái điện này được đặt rất lâu nhưng không hề được làm sẵn như carbon hay là chất nước. Bao tay, bao yên xe đỏ là sản phẩm đang rất khó hiện nay, được người chủ tận dụng để làm nổi bật cái chiếc xe của mình lên rất nhiều. Exeter 105 nâng cấp phong cách Titan rất là đẹp. Cái bản Exeter 105 đổi dưới đây là cái dòng 5 số được ra đời và sản xuất từ năm 2011 đến 2014. Số thiết kế thể thao bắt mắt với tạo hình được ví như một cái chú chim ưng. Tuy nhiên sau khi nhàm chán phong cách nguyên bản, người chủ của nó đã quyết định cưa sừng làm nghé với cái bàn độc sắc vô cùng ngoạn mục. Chi tiết lốp máy cho chúng ta thấy chiếc xe này thuộc cái đời là 5 số, được người chủ chế lại cái khung để lắp vào cái dàn áo X nhỏ. Một dòng xe vẫn còn có sức hút cực kỳ lạ đến thời điểm hiện tại. Nói về cái phần lốp máy, ta thấy xung quanh lốp ốc inox được tạo mô phỏng theo cái dàn ốc Sadaya Thái Lan vô cùng tinh tế. Phần combo được bên lại bằng chất liệu Titan cho khả năng chịu nhiệt tốt hơn, không bị than rỉ. Còn đây là cái phần kia đồng sau khi được minh thành cái mẫu đời X nhỏ. Người chủ trang bị thêm một chiếc mình tinh hồn Koso ở dụng cho các dòng Exeter 105 4 số và những chiếc Suede mà không cần chế cháo một cái chi tiết nhựa nhám. Ngoài trừ phải minh lại thêm một vài cái đường điện để hiển thị đầy đủ những chức năng của xe. Dàn chân chiếc xe này ở dụng cho mình cái cặp mâm Daytona có mức giá trị khoảng là 10 triệu đồng. Ta thấy ngay cái cặp đĩa Gaffer kết hợp cùng heo dầu Rainbow logo lớn 20 tấn xứng nằm trên cái bánh trước lẫn sau của xe. Nhờ lần đầu tiên cái dòng heo này xuất hiện trên những cái bánh sau của những chiếc phô tô lớn nhà Ducati, cho đến nay nó vẫn là một cái cơn sốt lẫn giá trị. Nằm phía sau vị trí các chân của chiếc X độ này là cái phần bình dầu Titan được làm nguyên khối nhìn vô cùng tinh xảo khi người chủ định lên cái màu họ là mắt. Hệ thống treo sau cũng được điều chỉnh lại nhằm đem lại cái sự cứng cáp hoặc ổn định hơn cho chiếc xe khi vận hành. Chàng có nói đây là cái tính độ Titan thật thụ. Khi bỏ qua những bức ảnh ở trên, anh em có thể thấy toàn bộ chi tiết Titan bao gồm các cần số, chân chống cũng như cái phần dàn áo được sơn chuyển màu theo góc nhìn cũng độc đáo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này, trực tiếp nhớ like, share và subscribe.